Tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu thêm một số các cái đây vừa nãy đã nói về cái mốt thì tôi nói luôn thêm một vài cái như này. Ví dụ như là chúng ta có hai loại chính mà được sử dụng rất là nhiều, đó là RGB và CMYK. Trong đó thì cứ màn hình hoặc là web thì cứ để RGB là ok, màn hình không có vấn đề gì. Đó, CMYK là dành cho in offset, in trên máy tổng in công nghiệp. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số các hệ khác nữa thì nó sẽ nằm lưỡng ở cả hai hệ, tức là có thể dùng được trong cả màn hình lẫn lẫn in offset. Thì đó là cái hệ màu grayscale. Hệ màu grayscale thì nó sẽ là chỉ có màu xám thôi, tức là bản chất của nó chỉ có là màu đen của mực, màu trắng của giấy, thế thôi. Và các cái sắc trung gian đó là khi mà cái mật độ hạt đen mà nó thấp thì nó sẽ tạo ra màu xám. Đấy. Thế đây, chúng ta sẽ xem khi mà tôi convert một cái ảnh bất kỳ từ RGB hoặc là CMYK sang grayscale thì về mặt nguyên tắc nó sẽ cắt hết tất cả các cái giá trị màu đi, nó chỉ còn để lại cho chúng ta để đẹp cái sắc sáng tối. Đó. Ở đây chúng ta mở cái kênh ra, như vừa nãy thì chúng ta sẽ thấy là trong này nó chỉ có một kênh duy nhất là kênh gray, và ở đây chúng ta sẽ thấy chỗ nào đậm có nghĩa là mực đen nhiều, chỗ nào mà sáng sáng hơn một chút thì đấy là mực đen ít đi, thế còn chỗ nào mà trắng là chỗ đấy chả có tí hạt mực nào cả thì nó sẽ là tạo ra màu trắng. Đấy. Cái này là một cái dạng mà có thể chấp nhận ở cả hai môi trường màn hình web lẫn là cái in ấn. Đấy. Một biến thể nữa mà chúng ta có thể thấy từ đây thì đó là cái dạng nó gọi là đu tông. Tuy nhiên là để làm được đu tông này thì chúng ta lại có một cái phần mà đặc biệt một chút, thì chúng ta lại phải nói về phần mốt thì nó có cái độ sâu màu. Thì bình thường hầu hết tất cả các màu thì nó đều ở cái chế độ là 8 bit thôi. 8 bit thì nó sẽ là dạng phổ thông. Hầu hết tất cả các ảnh mà chúng ta làm việc thì đều ở cái mức độ này. Các mức độ màu sâu hơn 16, 32 bit. Số bit càng nhiều thì cái khả năng mà diễn giải các giải màu nó càng kỹ hơn. Đấy. Nhưng cái này chỉ dùng trong những cái trường hợp rất là đặc biệt, là những cái sản phẩm mà nó đòi hỏi cái chất lượng rất là cao thôi. Mắt người thì có quan sát được không? Mắt người thì hầu như không quan sát được cái độ khác biệt này đâu. Trừ phi các bạn lôi ra, các bạn phóng thật to hai cái ảnh cùng một cái xó nào đấy nhỏ nhỏ, cùng một chi tiết nào đấy nhỏ nhỏ, thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy được cái giải màu, nếu mà được diễn giải ở trên hệ màu 16 hoặc 32 bit thì nó sẽ chi tiết hơn, nó sẽ nhiều sắc hơn trên một cái dãy chuyển. Còn mắt thường thì nếu mà quan sát thông thường thì không nhìn thấy đâu. Thế và trong một số trường hợp thì các bạn sẽ thấy rằng là nó, ví dụ như vừa nãy khi mà ta đang để ở cái chế độ là 16 bit như cái ảnh gốc ấy, thì một số lệnh đu tông hoặc là index color này nó không không có lên. Đó. Vì là nó đang ở cái chế độ là 16 bit thì những cái hệ màu đó nó không có độ sâu đến mức độ như thế, nó sẽ không hoạt động được. Thế thì trong một vài trường hợp thì các bạn chọn cái lệnh nào đó, chọn một công cụ nào đó, một khi mà các bạn nhìn thấy cái lệnh nào đó mới bị mờ đi thì nó sẽ có, thường là có hai trường hợp. Một là thuộc về hệ màu, có một số thứ là nó sẽ không chạy với hệ màu CMYK. RGB thì hầu như không có bất cứ một trở ngại gì cả, cái gì nó cũng lên. Đấy, nhưng mà riêng CMYK thì có một số thứ là không chạy, và trong một số trường hợp nữa thì RGB nếu như mà là màu 16 bit, tức là nói tóm lại là cao hơn 8 bit, thì trong một vài trường hợp nó cũng không chạy. Đấy, thì các bạn mở một cái lệnh nào đó ra mà các bạn thấy là nó mờ đi thì có hai cái thứ mà các bạn cần phải kiểm tra ngay. Đấy. Một là
hệ màu đang là hệ gì, và hai là độ sâu màu là bao nhiêu. Nếu lớn hơn 8 bit thì các bạn sẽ thử chuyển nó về 8 bit xem nó có lên lợi hay không. Đây, trong trường hợp này là index color RGB và một số thứ là các bạn thấy là nó không lên được, là do lý do là những cái hệ màu đó nó chỉ làm việc ở cái cấp độ 8 bit thôi, nó thông tin nó chứa chỉ đến đến mức độ đấy thôi. Thế bây giờ chúng ta xem thử này, từ grayscale mà chúng ta sang blue tone thì nó ra cái gì. Đây, nó sẽ có mặc định lúc đầu tiên vào đang là grayscale thì nó sẽ là monotone, tức là chỉ có duy nhất là mực in là màu đen thôi để tạo ra cái này. Tuy nhiên nếu mà tôi chuyển sang một cái chế độ nữa là chế độ blue tone thì lúc này có thể in thêm một màu khác nữa vào, và màu này nó sẽ làm cho cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ nhuộm theo một cái tông thứ hai mà do chúng ta chọn. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là trong cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ có những cái bức ảnh mà trông nó gọi là ảnh màu thì cũng không phải, mà đen trắng thì cũng không phải. Đấy. Tức là ảnh nó chuyển sang một cái tông nào đó, nó không hẳn là có đầy đủ các màu. Cái này thì các bạn quay trở lại, các bạn xem lại cái phần bài giảng cũ, như là cái phần mà chúng ta điều chỉnh hue saturation, mà chúng ta lại đánh dấu thêm cái tùy chọn colorize, hoặc là ở trong cái phần mà black and white nhưng mà chúng ta lại chọn thêm tan, thì các bạn sẽ thấy là nó cũng sẽ như thế này đây. Tức là nó cắt các màu gốc đi và nó chỉ phủ thêm một cái tông chung cho tất cả các khu vực. Thì trong thực tế thì các bạn cũng có thể gặp khá khá nhiều những cái ảnh như này trong thực tế. Ví dụ như là trong thiết kế thì đôi khi cũng gặp dạng này, nhưng mà nhiều nhất thì có lẽ là các bạn sẽ nhìn thấy ở trong những cái album, đúng không? Album cưới nó hay có cái trò gọi là đánh sang một tông như thế này. Tất nhiên là thường là nó cũng sẽ để làm nền thôi, và do đó thì nó sẽ đánh nhạt màu hơn, hoặc là nó chính sau khi mà đã làm xong thì nó sẽ giảm opacity đi để nó đặt cái ảnh chính gốc lên phía trên. Đấy, nó như là một cái sự nhắc lại làm cái nền đằng sau. Tuy nhiên ở trong cái đôi khi các bạn vẫn gặp những cái ảnh dạng như thế này mà người ta cứ gọi nôm na, nó gọi là ảnh nghệ thuật gì đấy, thì thường là ở studio thì thường là nó cũng làm cái trò đánh một tông như thế này đây. Đó, có nhiều cách nhưng đây là một trong các cách đâu. Tông theo kiểu hơi cổ kính, hơi cổ điển một tí, nâu nâu đúng không? Ví dụ như này. Thì đây là cái cách để mà chúng ta chuyển nó sang thành đu tông. Tất nhiên tri tông hay là quarter thì nó sẽ in đến 4 màu vào, và thực chất ra lúc đấy thì nó lại quay trở lại rất rất giống như là offset. Đó. Cách như thế này thì chúng ta vẫn có thể là có được những cái ảnh mà trông nó giống như là màu nhưng nó cũng không hẳn là màu. Đấy. Thì khi mà in ra những cái này thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn, tiết kiệm chi phí hơn. Đấy. Ít thời gian hơn, ít màu mực hơn, ít phải tốn kém, tốn phim hơn, nhưng mà nó lại cũng không hẳn là bị rơi vào cái tình trạng là gì ạ? Đen trắng thì trông nó hơi giống như là kiểu photocopy. Còn cái dạng này thì vẫn là màu nhưng mà nó rẻ tiền hơn, nó không đẹp được bằng tiền 4 màu. Nhưng đôi khi tức là đấy là ý đồ. Đó. Thế ngoài cái này ra thì chúng ta còn có những cái gì nữa? Ngoài cái đu tông ra, grayscale đu tông, thì chúng ta còn có một cái dạng nữa gọi là bitmap. Này, bitmap thì là như thế nào? Bitmap thì nó sẽ chỉ có đen và trắng, nó sẽ không có giá trị xám. Đây, bây giờ các bạn có thể xem image duplicate, chúng ta so sánh thử nhé. Một bức ảnh này nó chỉ là các cái chấm đen thôi,
các chấm đen và chỗ nào đấy mà trắng thì nó chừa trắng lại. Đấy. Nó tạo ra hình hài bằng bằng mật độ các hạt điểm đen. Và đây chúng ta so sánh thử một cái chi tiết nào đấy, một khu vực nào đó. Ví dụ đây là phần đỉnh núi này, bên này này chúng ta có phóng lớn phần đỉnh núi đây, thì chúng ta thấy rằng là ở đây nó sẽ có cái sự chuyển màu các dải màu, nhưng thằng này thì không có sự chuyển mà nó chỉ phân bố các điểm đen và trắng để tạo ra một cái mật độ đậm nhạt khác nhau ở trong bức ảnh thôi. Đấy. Thì đây là cái dạng gọi là bitmap. Bản đồ chấm thôi, bản đồ chấm đen trắng. Thế còn một dạng nữa là cái gì? Một dạng nữa nó gọi là index color. Index color là gì? Index color là cái dạng mà vẫn là một cái màu mà chúng ta có thể gọi là xuất phát ra từ cái thằng RGB. Thế nhưng mà nó sẽ được giảm lược thành một cái lược đồ màu đơn giản hơn, ít màu hơn và chuyên để dành cho thiết kế web thôi. Vì sao? Thực ra thì bây giờ người ta có cần đến cái đấy nữa không? Thực ra tồn tại cái đấy thì đấy là tồn tại lịch sử. Vì ngày xưa thì web nó đường truyền nó rất là chậm, công nghệ nó khác. Và cái việc là tiết kiệm từng bit từng byte một để làm sao cho một cái ảnh có thể đẩy lên hoặc down xuống thật nhanh. Đấy thì là đấy là ưu tiên. Do đó thì người ta bảo là cả cái dải màu rất là rộng như thế thì nó sẽ phải chứa rất nhiều thông tin. Thế thì người ta đã đưa ra một cái phương pháp là giảm thiểu cái số lượng màu đi. Đây, chúng ta sẽ xem thử xem cái index color thì nó như thế nào. Bây giờ tôi lại nhân bản một cái này, duplicate, và chúng ta thử xem image mode, và chúng ta chọn là index color. Đó, đây index color. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở trong mực chúng mình là nó chỉ có 256 màu thôi. Đấy, là tối đa. Đấy. Và nó sẽ khác biệt ở chỗ nào? Trong này nó chỉ có một kênh duy nhất. Các bạn sẽ có thể tạo ra vùng chọn. Các bạn có thể làm việc trong vùng chọn nhưng không lưu được vùng chọn, không nhân bản được layer thứ hai. Đấy là màu dạng index. Và còn lý do thì đây này, các bạn xem ở đây như thế nào gọi là mở index. Đây này. Đánh dấu cái này. Đã bao giờ các bạn mở cái hộp thoại color picker ra và các bạn đánh dấu cái này chưa? Đây là cái giải thích là cái màu index nó chính là cái này đây. Nếu như mà tôi không đánh dấu cái này thì trong một cái điểm màu như này tôi chỉ cần chọn ở đây, nó sẽ khai báo cho tôi các tham số màu tại cái vị trí mà tôi đặt chuột. Nếu như bây giờ tôi đặt lùi sang phải hay đặt lùi sang trái hay lên trên xuống dưới một tí thì nhích đi tí nào là tham số màu nó thay đổi ngay đến đấy. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là với cái đánh dấu only web color này thì một khu vực rộng sẽ tương đơn giản hóa thành ra một màu thôi, đúng không? Đây này, trong cả một cái khoảng như thế này, trong cả một cái khoảng rộng thế này, tôi đặt ở giữa hay tôi đặt ở trên góc phải hay tôi đặt ở dưới góc trái, nó cũng chỉ khai báo ra một tham số. Đây này, đây, 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 đây. Các bạn có thấy tham số có nhảy thế nào không ạ? Không hề, đúng không? Và đây là cái cách gọi là giảm lược sơ đồ màu đi, để làm cho cái số lượng màu nó sẽ giảm đi, không phải hiển thị nhiều, giải thích nhiều. Đấy. Và dành cho môi trường web là cái môi trường lúc đó mà nó rất là tiết kiệm cái băng thông, rất tiết kiệm đường truyền, thì cái số lượng màu giảm đi thì cái thông tin
ở trong bức ảnh nó cũng sẽ giảm theo, và nó sẽ làm cho mọi thứ nó sẽ trở nên nhanh hơn, đơn giản hơn. Các bạn sẽ thấy như thế này, bây giờ tôi có thể là ở trong ảnh Index, tôi có thể tạo ra một vùng chọn. Ok, tôi có thể làm một vài cái thao tác trước đó là tôi cũng có thể làm. Ví dụ như là tôi có thể là di dịch hay tôi vẽ vời thêm hay là như thế nào đó vào đây. Ok, chuyện này vô tư, không có gì cả. Nhưng ví dụ các bạn sẽ thấy rằng là những cái lệnh chỉnh màu là không chỉnh được ở trong này. Đấy, chỉnh là không chỉnh được. Phần adjustment này là mờ, không thể chỉnh được ở trong một cái ảnh theo dạng index. Đó, có lưu được không? Đây, ví dụ như là Shape Selection thì vẫn lưu được, tại vì nó chẳng qua là gì đấy, để cho phép tôi có thể là gì, lưu lại vùng chọn để tôi có thể làm cái gì đó. Nhưng đấy là trong quá trình làm việc thôi nhé. Ví dụ ở đây tôi có nhân bản được các cái thứ này không? Đây, layer view copy hay cái gì đó hoàn toàn không. Copy này, đó, Ctrl V, dán vào là có cái gì? Tôi chỉ dán được cái vùng ảnh đó thôi. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là nó theo cái kiểu là một vùng ảnh trôi nổi, không phát sinh ra layer 2. Ctrl D một cái, hủy bỏ vùng chọn là lập tức nó sẽ dán đè ngay rồi. Đây là cái dạng mà nó sẽ giảm thiểu thông tin đến mức độ tối đa, cho nên nó không cho phép phát sinh ra layer, không cho lưu thêm bất cứ cái gì ngoài thông tin vốn có. Nhưng với cái này thì khác, đúng không? Với cái này này, tôi có một cái vùng chọn này, đó, Ctrl G này, lập tức nhân bản lên thành layer khác này. Đấy, thì cái mục tiêu khác nhau, cái dụng ý khi sử dụng nó khác nhau, thì môi trường khác nhau thì nó cũng sẽ dẫn tới là những cái điểm khác biệt giữa các cái loại ảnh này. Và khi nào mà chúng ta làm việc thì chúng ta cần biết là cái ảnh này phù hợp cho việc gì, ảnh này kia phù hợp cho việc gì, và lý do tại sao nó lại như thế. Đấy. Thế thì chúng ta đã làm quen thêm vài loại đấy, tương đối phổ thông, grayscale trong đó đây này, ba cái này nhá, RGB, CMYK và grayscale, thì đấy là những cái thứ mà nó thuộc dạng gọi là phổ biến nhất. Đấy. Trong đó thằng RGB là hầu hết là trên màn hình, trên web, CMYK là cho in ấn, thế còn thằng grayscale thì nó là dạng con line, nó chơi môi trường nào cũng được. Đấy. Thế còn trong cái quá trình làm việc, đấy, nếu mà thông thường các bạn mở ra một cái ảnh mà nó là lớn hơn 8 bit thì tốt nhất nên con vớt nó xuống 8 bit, làm việc nó sẽ không còn bị những cái chói buộc khác.